Ok, chào các bạn. Như đã nói thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này để hướng dẫn mọi người sử dụng cái và theo dõi kết quả học tiếng Anh. Thì hôm qua mình có làm và gửi cho các bạn, mỗi người đăng ký thì sẽ có một cái bản theo dõi kết quả học tiếng Anh dùng chung cho những người đang trong giai đoạn bắt đầu học tiếng Anh từ những cái cơ bản. Thì mỗi bạn sẽ có một cái sheet như thế này và tên của bạn sẽ nằm ở phía dưới. Thì việc đầu tiên là các bạn kiểm tra xem trong cái file này đã có tên của bạn ở dưới chưa. Nếu chưa thì liên hệ với mình. Nếu có rồi thì các bạn phải khẳng định chủ quyền sở hữu bằng cách là viết vào đây ba dòng gồm có cam kết, châm ngôn và một câu nói bạn ưa thích để khuyến khích bản thân trong quá trình học tiếng Anh. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái bảng theo dõi này. Thì mục đích là để các bạn theo dõi quá trình học của bản thân và các bạn trong nhóm cũng có thể theo dõi được quá trình của bạn để khích lệ động viên khi cần và tạo động lực cho nhau. Thì cái này gồm có 5 phần chính, 5 cột chính. Thứ nhất là ngày. Thì mỗi ngày các bạn học xong thì các bạn sẽ báo cáo, thì phải ghi ngày cụ thể. Việc ghi ngày thì các bạn sử dụng phím tắt Ctrl cộng với phím chấm phẩy như trong hình vẽ. Đây. Đây nha, mình sẽ bấm thử cho các bạn xem. Đó, nó hiển thị luôn ra ngày. Tiếp theo là đến phần nghe tập trung. Có nghĩa là mình nghe, mình mở một cái đoạn video như thế này. Mình không đọc vào cái phần phụ đề phía dưới. Mình chỉ nghe thôi, nghe và tập trung xem là người ta nói cái gì. Lần thứ nhất chưa nghe rõ thì lần thứ hai vẫn chưa nghe được tí nào thì nghe lần thứ ba, lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Đến khi mà bạn cảm thấy là có nghe nữa cũng không thể nghe được thì lúc đấy các bạn xem phụ đề, sau đó dịch tiếng Việt để hiểu, sau đó thì lại quay lại nghe và không đọc phụ đề. Đến khi nào mà các bạn nghe không thấy, không xem phụ đề mà các bạn có thể hiểu được từ đầu đến cuối của một cái đoạn thì lúc đấy là ok. Các bạn chỉ cần nghe mỗi lần tập thì chỉ cần 1 đến 2 phút thôi. Còn sau này tốt hơn thì 4 5 phút rồi 10 phút, 20 phút chẳng hạn. Thì cái đấy là về lâu dài. Tiếp là đã quên thì mỗi ngày các bạn tập ít nhất phải được 30 phút nha. Thì ví dụ như bạn học được 45 phút, bạn sẽ ghi vào đây 45 phút. Đấy, không tính bằng giờ nha, tính bằng phút thôi. Tiếp theo là mình gọi là nghe hời hợt, hoặc là người ta gọi là tắm ngôn ngữ ấy. Thì cái này là các bạn cứ tải các cái file nói bằng tiếng Anh ấy, nhét vào điện thoại. Chẳng hạn như cái này, cái video này hoặc mấy cái, bất kỳ cái gì cũng được, miễn người ta nói bằng tiếng Anh. Mình cứ tải về mình ném vào điện thoại đó, mình mở bất kỳ lúc nào, mở nghe như nghe nhạc vậy. Thì dần dần ấy, cái ngữ âm của tiếng Anh nó sẽ tự ngấm vào não, nó thành một cái phản xạ tự nhiên. Thì lúc đấy việc việc nói và việc nghe của bạn nó sẽ hiệu quả hơn. Tiếp theo là ví dụ như một ngày bạn cố gắng nghe lấy, ở đây mình bảo ít nhất 60 phút nhưng mà thực ra thì một ngày nghe đấy 2-3 tiếng được. Lúc nào cũng có thể nghe được mà đi đường, nấu ăn. Mình còn nghe cả trước khi ngủ nữa. Ngủ cũng mở, hẹn giờ tầm 1 tiếng rồi tắt. Thì ví dụ một ngày bạn nghe 3 tiếng thì bạn sẽ báo ở đây là 180 phút. Tiếp theo là học từ vựng. Thì mỗi ngày các bạn học tầm 5 từ cho những người mới bắt đầu thôi. Thì trong quá trình học từ vựng ấy, thì yêu cầu là
phải nhớ được cái cách viết của cái từ đấy này. Tiếp theo là phải phát âm được cái từ đấy, ít nhất cũng phải là tương đối chuẩn. Và đặt câu với mỗi từ để mình hiểu cái nghĩa của từ đấy trong ngữ ngữ cảnh cụ thể. Thì một ngày các bạn cố gắng học ít nhất 5 từ thì viết vào đây. Ví dụ báo cáo 5 từ đã học. Gì nhỉ? À, và khi hôm nay, ví dụ như hôm nay các bạn học 5 từ mới thì các bạn nên dành thêm một chút thời gian để ôn lại 5 từ của ngày hôm qua hoặc ngày hôm kia. Thì như vậy mới không quên. Chứ mỗi ngày học 5 từ xong rồi bỏ qua thì chắc cũng chẳng nhớ được gì đâu. Tiếp theo nữa là cái phần học phiên âm. Thì cái bảng phiên âm của tiếng Anh nó gồm có 44 âm. Thì các bạn sẽ xem ở đây. Ở 44 âm mỗi ngày các bạn chỉ cần học một âm thôi. Thì các bạn cũng phải mất một tháng rưỡi mới làm chủ cơ bản được 44 âm này. Và trong cái bảng báo cáo kia ấy thì ngày nào bạn học âm nào thì các bạn copy dán vào báo cáo cho mọi người thấy. Đấy. Thì các bạn sẽ để ý sang cái cột này, kết quả này, các bạn sẽ thấy là ở đây có chữ hoàn thành. Thì cái chữ hoàn thành này chỉ xuất hiện khi các bạn thực hiện đủ bốn cái yêu cầu của bốn cái mục bên đây. Còn các bạn chỉ cần làm thiếu đi một mục thôi, ví dụ như đây bạn chỉ cần học được 3 từ vựng thôi, nó sẽ báo là bạn không hoàn thành và nó cũng nói luôn là tại sao không hoàn thành. Bạn nhìn sang cột, một trong ba cột này sẽ thấy đây, nó sẽ hiển thị là học từ vựng của bạn chỉ đạt 60%. Còn giả dụ như chỉ nghe được tầm 3 phút chẳng hạn thì đây nó cũng sẽ báo luôn này, nghe chỉ được 50%. Và sau một thời gian dài thì các bạn nhìn lên cái bảng trên, các bạn sẽ thấy này, tổng ngày trôi qua. Ví dụ như 3 tháng tức là 90 ngày đã trôi qua. Thì trong 90 ngày đó các bạn đã làm được cái gì? Đây là tổng thời gian đã nghe, nghe tập trung, ví dụ như bao nhiêu phút đấy, nghe hơi hợt được bao nhiêu phút đấy, hàng nghìn phút chẳng hạn. Từ vựng đã học này, trong 90 ngày các bạn đã học được bao nhiêu từ, bao nhiêu âm các bạn đã học, và nhìn lại quá trình học xem thì mình có còn nhớ được từ nào không. Mình cũng khuyến khích các bạn là cái phần mà học từ vựng này thì các bạn bổ sung cho mình thêm một cái cột ở bên ngoài này nữa là những từ đã học của ngày nào. Tại vì lúc mình tạo cái bảng này mình cũng quên mất, nhưng mà cũng có thể mình sẽ sửa cái bảng này cho các bạn luôn. Cái đấy thì xem thế nào. Đấy là cái cách mà sử dụng cái bảng này để cho mọi người cùng xem kết quả của bạn. Và ngoài xem cái bảng mình thì các bạn cũng thỉnh thoảng ghé qua các cái bảng của những người khác, tại vì cái này mọi người đều có thể xem của nhau được. Và tuyệt đối không chỉnh sửa bảng của người khác nha. Và khi báo cáo kết quả này thì cũng đề nghị các bạn là trung thực, tại vì cái việc học hay không học thì cũng chỉ tốt cho các bạn thôi. Bạn nào có thắc mắc hay có ý kiến gì thì cứ trao đổi trực tiếp với mình. Cảm ơn các bạn đã xem.